Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series khóa học xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến. Tên tôi là Phan Anh, là giảng viên. Và bài học này, để không mất thời gian nữa, tôi sẽ đi vào bài học trực tiếp ngay. Tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một số những cái kinh nghiệm mà các cái case study, tức là các cái ví dụ nghiên cứu người ta đã xử lý khủng hoảng theo cách nào. Lúc đầu cái khóa học này thì tôi có một số những cái ví dụ là họ gặp phải khủng hoảng gì. Và gần cuối cái khóa học này thì tôi sẽ đưa ra một số những cái cách mà các cái ví dụ đó, những cái CEO, những cái thương hiệu đó họ đã xử lý như thế nào. Cũng có người xử lý rất là thành công, cũng có người xử lý không thành công, cũng có người xử lý thì cũng rất là tốn kém, đúng không ạ? Thì như chúng ta đã biết là phụ thuộc vào cái nguyên nhân, phụ thuộc vào cái mức độ nổi tiếng, rồi phụ thuộc vào các cái vấn đề của khách hàng cũng như là của thương hiệu trong cái cuộc khủng hoảng đó, thì có thể mình cứu vãn được rất là đơn giản, cũng có thể cứu vãn được một phần, hoặc là cũng có thể không cứu vãn được một phần nào. Nhưng thông thường thì sẽ cứu vãn được một phần, thế còn nhiều hay ít thì phụ thuộc vào cái cách thức xử lý và cái tài năng của cái đội nhóm mà mình đi xử lý nữa, đúng không ạ? Thế thì ta sẽ quay lại với cái ví dụ thứ nhất là cái vụ con ruồi nửa tỷ. Con ruồi nửa tỷ của cái thương hiệu Dr. Thanh, đúng không ạ? Của công ty Tân Hiệp Phát. Thế thì cái vụ việc này các bạn thấy rằng là phía công ty Tân Hiệp Phát là rất là nỗ lực để mà xử lý khủng hoảng truyền thông. Báo chí, rồi thì truyền hình, rồi thì kể cả Facebook, rồi thì bất kể một cái kênh nào cũng có thể là đưa được cái thông tin chính xác đến với khách hàng, thì công ty đều nỗ lực hết sức để có thể đưa những cái thông tin minh bạch nhất đến với khách hàng, đến với mọi người, đến với truyền thông, để cho truyền thông được biết rằng là cái chuyện là không thể có con ruồi nó rơi vào sản phẩm của chúng tôi được, bởi vì dây chuyền của chúng tôi rất là hiện đại, thế này thế khác. Dù bị cái ảnh hưởng rất lớn trong một thời gian dài, tôi nghĩ là cái dư âm của nó chắc cũng phải đến 1-2 năm. Và cái thời điểm khủng hoảng lớn nhất là cái thời điểm mà kể từ lúc mà vụ việc bị phát giác trên báo chí, cũng như là đưa lên các cái thông tin truyền thông đại chúng. Sau đó khoảng 3 tháng thì tôi nghĩ đó là một cái thời điểm rất là kinh khủng của thương hiệu. Doanh số bị suy giảm nặng nề, khách hàng tẩy chay, mọi thứ đều rất là khó khăn đối với doanh nghiệp. Thế nhưng mà bằng cái khả năng của mình, cũng như là cái khả năng tài chính, cũng như là cái sự nỗ lực, cũng như là cái sự rất là nghiêm túc, quyết tâm. Bởi vì rõ ràng rằng là trong trường hợp này, nếu mà nói về góc độ pháp lý thì phía công ty Tân Hiệp Phát cũng không có gì sai cả. Họ đã làm rất là đúng, và họ làm đúng cái luật pháp để bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp. Thế nhưng mà bị cộng đồng tẩy chay, bị cộng đồng phản ứng ngược. Đó, bị phản ứng ngược. Nó chính là một trong những nguyên nhân mà như tôi đã trình bày. Và Tân Hiệp Phát đã rất là nỗ lực để mà liên tục truyền thông, báo chí, PR, CEO, PR, những cái thành viên trong gia đình, rồi thì vẫn tiếp tục thực hiện những cái chương trình quảng cáo, những cái chương trình bán hàng một cách độc lập, đặc biệt là sử dụng rất nhiều các kênh quảng cáo truyền hình, những quảng cáo không tương tác để mà dần dần thu hút lại. Và sau một thời gian dài thì hiện nay như tôi được biết là thương hiệu Tân Hiệp Phát cũng như là các cái thương hiệu của sản phẩm cũng đã bình ổn trở lại, cũng có thể là bằng hoặc là kém so với cái thời điểm trước đó một chút, nhưng mà nhìn chung như thế là đã rất là nỗ lực, rất là tích cực. Tất nhiên cái chi phí cho vụ việc cũng rất là tốn kém. Tôi nghĩ số tiền mà vừa thiệt hại về mặt doanh số cũng như là vừa chi phí cho truyền thông cũng tính lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Vâng. Cái ví dụ thứ hai là cái ví dụ thương hiệu Khải Siêu. Thì các anh chị biết rồi đúng không ạ? Cái thương hiệu này thì sau khi mà vụ việc một cái chiếc khăn có hai mác và những cái chiếc khăn khác nó lem nhem bị phát giác, thì chỉ trong vòng khoảng 3-4 ngày thương hiệu đã phải đóng cửa toàn bộ chuỗi hơn 10 cửa hàng. Thì trong cái thời gian 3-4 ngày như vậy thì cái cách xử lý của thương hiệu Khải Siêu này thì
cũng có thể là bây giờ nhìn lại thì tôi đánh giá là cũng có thể là đã rất là nỗ lực nhưng mà chưa thực sự tốt. Lúc đầu thì khi mà khách hàng người ta hỏi ý kiến thì trả lời một cách qua quýt, lung tung, nói dối như cuội ấy, đúng không ạ? Và sau đấy thì sự việc nó mới bùng phát lên, thì lại chiến lược là quay ra nhận lỗi, và nhận lỗi một cách thành khẩn, một cách kể cả những câu chuyện là ồ, chúng tôi đã làm cái việc này từ 30 năm trước, chúng tôi vẫn làm như thế, và mọi thứ trở nên vỡ òa bởi vì là có lẽ đây chỉ là một cái vụ việc cá thể thôi, hoặc là khách hàng vẫn còn nghĩ rằng là những sản phẩm trước đó ok, đây có thể là trong thời gian gần đây thương hiệu mới làm như vậy. Thế nhưng mà cái sự thú thật, một cái sự thú thật là tôi đã làm cái việc gian dối này trong nhiều năm và tôi rất là xin lỗi về điều đó, thì làm cho mọi thứ trở nên đỉnh điểm và vỡ òa. Thế thì trong sách lược người ta vẫn tư vấn, người ta vẫn nói là chúng ta phải thành thật. Thế nhưng mà thành thật như thế nào và trong những trường hợp cụ thể nào? Đối với trường hợp Khải Siêu này mà thành thật như vậy thì tôi lại có ý kiến khác. Tất nhiên là bây giờ chúng ta đang nhìn lại, chúng ta đang phân tích. Chuyện thì nó đã qua rồi, nhưng chúng ta đang phân tích để rút ra kinh nghiệm bài học, đúng không ạ? Theo tôi thì cái sự thành thật này nó là một cái đỉnh điểm dẫn tới cái khủng hoảng truyền thông mà nó rất là kinh khủng như vậy. Và sau đó thì khiến cho thương hiệu phải đóng cửa. Thậm chí thương hiệu và CEO của thương hiệu phải đối mặt với rất nhiều các vấn đề về uy tín, danh dự, pháp lý, vân vân. Thì tôi cho rằng là cái sự mà thừa nhận một cái lịch sử lâu dài như vậy là một cái về mặt xử lý khủng hoảng, trong trường hợp đó thì tôi nghĩ rằng là không tốt. Trong trường hợp này theo tôi nếu được làm lại tua lại thời gian một chút, nếu mà chúng ta có cỗ máy thời gian của Doraemon, đúng không, chúng ta vui như vậy, chúng ta nói vui một chút, thì cái thời điểm mà tôi nghĩ là tốt nhất đấy là cái thời điểm mà mình phải xử lý cái khách hàng mà đã mua cái lô hàng 60 cái chiếc khăn đấy thật tốt. Và nếu như mà mình đã không xử lý tốt cái phần đó thì cái phần sau thì theo tôi sự im lặng, không lên tiếng là cách tốt nhất. Bởi vì trên mạng xã hội thì các bạn thấy đấy, đôi khi không lên tiếng một vài hôm sau, có thể một vài ngày lại có một cái vụ gì đấy rất kinh khủng, nó lại đè tới, nó ập tới. Thế là tất cả xã hội, tất cả mạng xã hội lại bắt đầu là phân tích, mổ xẻ, bình luận và bị cuốn theo, đúng không ạ? Ví dụ có thể là một cái vụ tai nạn thương tâm, có thể là một cái vụ giết người, có thể là một cái vụ ly hôn nghìn tỷ, có thể là một cái vụ hot girl này sao showbiz kia, vân vân. Đấy, rất nhiều các cái sóng scandal nó ập tới, nó giống như là cơn sóng ở trên biển này, đúng không ạ? Nếu như mà được quay lại thì tôi nghĩ rằng nó có hai cái mấu chốt, đó là cái lúc mà chúng ta cần phải xử lý với khách hàng, và thứ hai nữa là sau khi sự việc đã bùng nổ thì chúng ta cần phải có cách xử lý khôn ngoan hơn. Và như tôi đã nói trong cái phần giải pháp, thì nếu như mà chúng ta không biết nói gì thì tốt nhất là chúng ta nên im lặng. Đấy là tôi đang nói về cái trường hợp của thương hiệu Khải Siêu, và họ đã xử lý rất là không tốt, và chính vì thế cho nên là thương hiệu gần như là sập. Tôi cũng không biết rằng là nếu như mà họ xử lý tốt hơn thì kết quả nó sẽ như thế nào. Nhưng mà chúng ta đang nhìn thấy một cái kết quả rất là tồi tệ, đúng không ạ? Một cái trường hợp nữa thì tôi muốn nói về cái trường hợp của hãng cà phê Starbucks Coffee, đúng không ạ? Hãng cà phê Starbucks Coffee đấy thì chúng ta đang thấy là nó dính phải một cái khủng hoảng, đó là phân biệt chủng tộc, hay là đối xử không tốt với những cái khách hàng nghèo không có tiền, bằng cách là gọi cảnh sát là mời khách hàng ra khỏi quán cà phê của mình. Thế thì ngay lập tức thì CEO của hãng Starbucks Coffee, ông này rất nổi tiếng với hai cuốn sách, đấy là cuốn sách Dốc hết trái tim, và một cái cuốn sách sau này cũng xuất bản dựa trên cái cuốn Dốc hết trái tim đó, rất là nổi tiếng, các bạn có thể nên tìm đọc. Đầu tiên thì ông đã lên truyền hình, báo chí, truyền thông, và ông đã trả lời và phản ứng về vụ việc như sau. Thứ nhất là ông đứng ra bảo vệ nhân viên của mình bằng cách là gì? Nói rằng là chúng tôi đã làm đúng quy trình, các nhân viên của chúng tôi làm đúng, không có gì sai cả. Đấy. Và nếu có sai thì đấy là sai do quy trình, là lỗi của tôi. Vâng. Và tôi xin lỗi khách hàng vì những cái sự việc như vậy đã gây ra những cái cảm xúc, rồi gây ra những cái
điều mà không không đáng có cho khách hàng và cho cộng đồng, thì tôi thành thật xin lỗi với tư cách là CEO của hãng. Và cái điều thứ tư mà ông đưa ra trong cái bài xin lỗi và xử lý khủng hoảng của ông, đó là ngay lập tức là ông cho đóng cửa toàn bộ tất cả các cửa hàng của Starbucks Coffee để đào tạo lại cách phục vụ khách hàng. Và thế thì tôi sẽ phân tích cho các bạn bốn cái ý mà cái cách mà CEO này xử lý tôi thấy là thực sự là bậc thầy, thực sự là rất tinh tế và rất hiệu quả. Thứ nhất, ông ta khẳng định rằng hai nhân viên của ông ta tại cửa hàng đó đã làm đúng. Ông ta phải bảo vệ nhân viên, chứ không phải là ném đá nhân viên rồi đổ lỗi cho nhân viên. Việc đầu tiên là ông ta phải bảo vệ nhân viên và bảo vệ hệ thống bằng cách là quy trình của chúng tôi tại thời điểm đó là làm như thế là đúng. Nhân viên của tôi đã làm đúng theo quy trình, không có gì sai cả. Đấy, cái sai nếu có, cái sai và trong trường hợp này là có cái sai thật là do tôi là người đã đặt ra quy trình đó. Tôi là người sai, nhân viên không sai, quy trình không sai. Người sai là tôi đã đặt ra một quy trình sai. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và thứ ba là xin lỗi cái người khách hàng đó. Đấy, xin lỗi những người đã đọc các câu chuyện này, xin lỗi vì đã đẩy khách hàng vào một cái tình thế khó xử như vậy. Thành thật xin lỗi với tư cách là một CEO của hãng. Rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Một lời xin lỗi rất chân thành, rất chuẩn mực. Và thứ tư, ông ta xoa dịu dư luận bằng cách là gì? Cho đóng cửa toàn bộ hệ thống, hàng nghìn cửa hàng trong 2 ngày để đào tạo lại cách phục vụ khách hàng. Tức là gì? Nhân viên của chúng tôi, quy trình của chúng tôi đã phục vụ khách hàng không tốt. Chúng tôi sinh ra là để phục vụ khách hàng mà chúng tôi phục vụ không tốt, tức là sao? Tức là tôi phải đào tạo lại, tôi phải dạy dỗ lại nhân viên của tôi để làm sao phục vụ khách hàng tốt hơn. Bởi vì chúng tôi sinh ra là để phục vụ khách hàng. Đó là với bốn cái ý như vậy và cái vụ việc nó ngay lập tức là nó chìm xuống, nó giống như là một cơn mưa rào làm cho cái sự khô hạn, làm cho cái sự nóng bức nó tan biến. Và tôi đánh giá rất cao cái cách xử lý của cái hãng Starbucks Coffee như này. Thì các bạn có thể đọc đâu đó rất nhiều các câu chuyện, rất nhiều những case study cũng hay hơn, hoặc là có những cái bài học mới. Nhưng mà đấy, trong cái thời lượng cho phép thì tôi trình bày với các bạn như thế. Các bạn ở Việt Nam thì các hãng cũng có những hãng xử lý cũng rất là tốt. Có thể là bưng bít thông tin, có thể là mua chuộc báo chí, có thể là pha loãng giọt siro, có thể là đóng băng những cái tài khoản mạng xã hội, có thể là mặc kệ lờ nó đi. Thế là xong rồi, mọi thứ cũng sẽ bình thường thôi. Có rất nhiều giải pháp, đúng không? Và mình phải sử dụng tổng thể nhiều giải pháp liên tục trong một thời điểm. Đấy là cái kinh nghiệm xử lý khủng hoảng thực tiễn mà tôi muốn nói trong cái video bài học này, để nó có đầu có cuối với cái bài học case study lúc đầu mà tôi vừa đưa ra cho các anh chị. Vâng, nếu như mà các anh chị có bất kỳ cái case study nào hoặc là có cái ý kiến nào trao đổi thì cứ vui lòng liên hệ với tôi, giảng viên Nguyễn Phan Anh, để chúng ta được trò chuyện, được học hỏi cùng nhau rất là nhiều, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.